Tuyển Việt Nam hòa Indonesia, lời cảnh tỉnh giá trị Tuyển Việt Nam bị Indonesia cầm hòa đương nhiên khó làm thỏa mãn người hâm mộ. Nhưng thực tế đội bóng của huấn luyện viên Park Hang Seo thể hiện trên sân lại là kết quả hợp lý. Một, từng đánh bại Indonesia 4-0 tại vòng loại World Cup 2022. Cùng lúc chiến thắng tưng bừng trước Malaysia ở lượt đấu trước khiến người hâm mộ tin rằng Tuyển Việt Nam lại dễ dàng có 3 điểm và sớm vào bán kết AFF Cup 2, 2020. Niềm tin ấy càng lớn hơn khi Indonesia chưa có đủ lực lượng mạnh nhất. Trong khi huấn luyện viên Park Hang-seo và tuyển Việt Nam chưa gặp sự cố nào về nhân sự kể từ đầu giải, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng cho chiến thắng và sớm giành vé vào bán kết. Như chính cách mà thuyền trưởng tuyển Việt Nam tuyên bố đầy tự tin trước trận cho tất cả phương án chơi thế nào ở trận đấu gặp Indonesia, kể cả đối thủ biết được điểm yếu đội bóng áo đỏ. 2. Indonesia hay đúng hơn huấn luyện viên của họ là ông Shin Tae Yong rốt cuộc đã nuốt lời khi đội bóng xứ vàng đảo không tấn công, cũng chẳng khai thác điểm yếu nào ở hàng thủ tuyển Việt Nam. Thế nhưng, một điều chắc chắn rằng thuyền trưởng Indonesia đã bắt bài người đồng hương Hàn Quốc bên phía tuyển Việt Nam khi cho đội nhà chơi thứ bóng đá không dành cho ai muốn giải trí. Tuy nhiên nó lại hợp lý khi phải đối đầu với các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo, một hàng thủ dày đảm bảo được cự ly và quan trọng biết cách làm giảm nhiệt đối phương bằng lối chơi không ngại va chạm, thậm chí có phân rắn hơn thường lệ. Khó trách Indonesia khi phải chơi thứ bóng đá không mang tính giải trí cao, nhưng như đã nói và chính huấn luyện viên Shin tae khẳng định sau trận rằng, Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi, vì thế khi họ có bóng chúng tôi phải tìm cách ngăn chặn, thế thôi. Ba, Nhìn tuyển Việt Nam dùng ép, với tất cả mọi thông số vượt trội trước Indonesia nhưng chỉ có kết quả hòa không bàn thắng rõ ràng là điều vô cùng ấm ức hay khó mà hài lòng, nhưng công bằng mà nói, kết quả như thế cũng là hợp lý dành cho tuyển Việt Nam khi không thể hiện được điều gì quá mới mẻ trong cách chơi đến sự đột biến, cũng như ở những tình huống dứt điểm. Sau chiến thắng trước Lào rồi Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn chưa quen với cách đá áp đặt tấn công sau một thời gian dài chỉ chơi phòng ngự chủ động rồi chuyển sang phản công nhanh dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tuyển Việt Nam nắm thời lượng kiểm soát bóng trên 70% trong cả ba trận đấu vừa qua nhưng điều này là vô nghĩa khi ít đưa ra được những tình huống gây ra bất ngờ đột biến trong thời điểm đối phương chơi với số đông cầu thủ phòng ngự đã vậy các chân súc của huấn luyện viên park hang seo nói vô duyên thì không đúng còn nói kém thì hơi quá nhưng khi phần lớn các cú dứt điểm đều thiếu chính xác trong cả ba trận đấu vừa qua thì chuyện hòa không không trước indonesia cũng rất hợp lý trong một trận đấu mà kết quả hòa cũng không ảnh hưởng đến tấm vé vào bán kết nên huấn luyện viên park hang seo giấu bài cũng hợp lý chỉ là cách chơi áp đặt những mảng miếng tấn công cứ na ná nhau suốt 3 trận vừa qua thực sự ái ngại cho tuyển việt nam cần nhắc lại một lần nữa lào không cùng đẳng cấp malaysia mất quá nhiều cầu thủ còn khi indonesia đủ ổn để ngăn việt nam chiến thắng và đã thành công thì nói thầy trò huấn luyện viên park hang seo khoan nghĩ đến chức vô địch cũng là một lời cảnh tính hợp lý